Pardon? Uh, are you married? No, I'm single. Mm -hmm. And uh, do you have a boyfriend? Pardon? Còn với các câu hỏi dạng đặc biệt, hay còn gọi là câu hỏi dạng WH, các bạn lưu ý xuống dòng ở cuối câu. Mời các bạn nghe và nhắc lại theo bạn. Miss Lee, uh, how? how old is he? He's 23. Miss Lee, uh, how? how old is he? He's 23. And what does he do? He's a student. Or he was a student. And what does he do? He's a student. Or he was a student. How tall is he? About 175 centimeters. How tall is he? About 175 centimeters. Mm -hmm. Where are you from? I come from Singapore. Where are you from? I come from Singapore. Chúng ta cùng chuyển sang phần luận nói. Trước hết, chúng ta cùng luận câu hỏi về quê quán. Xin mời các bạn nghe và nhắc lại lời của các nhân vật. Where are you from? I come from Singapore. I'm Singaporean. Ngoài việc trả lời mình từ đâu tới, An còn nói thêm mình là người quốc tịch nước nào. Xin mời các bạn cùng nhắc lại. Leslie, where are you from? I come from Singapore. I'm Singaporean. Chắc một số bạn ngạc nhiên hỏi là tại sao phải nói rõ quốc tịch của mình, vì là người nước nào thì chắc chắn là quốc tịch nước đó rồi, đúng không? Tuy nhiên không phải hoàn toàn như vậy, vì có thể có người sinh ra và lớn lên ở một nước nhưng lại lấy quốc tịch nước khác. Hoặc thậm chí có người có tới hai quốc tịch. Quay trở lại bài, xin mời các bạn cùng nhắc lại với chuyên gia của chương trình. Các từ chỉ quốc gia và quốc tịch. Theo các bạn có quy tắc chuyển đổi nào giữa các cặp từ sau không? Here some other examples. Korea, Korean. Japan, Japanese. Thailand, Thai. China, Chinese. The Philippines, Filipino. Indonesia, Indonesian. Malaysia, Malaysian. Vietnam, Vietnamese. Khó có thể tìm ra quy tắc chung nào cho sự chuyển đổi ở trên, đúng không? Xin mời các bạn nhắc lại và lưu ý sự chuyển đổi trọng âm từ khi chuyển từ danh từ sang tính từ. Ví dụ danh từ Singapore, trọng âm rơi vào âm tiết thứ nhất, Singapore. Còn tính từ Singaporean, trọng âm rơi vào thứ thứ ba, Singaporean. Xin mời các bạn nhắc lại. Here's some other examples. Korea, Korean. Japan, Japanese. Thailand, Thai. China, Chinese. The Philippines, Filipino, Indonesia, Indonesian, Malaysia, Malaysian, Việt Nam, Vietnamese. Các bạn hãy luyện cùng chuyên gia nói hai câu giới thiệu mình đến từ nước nào và quốc tịch nào. I come from... I'm... Chắc các bạn còn nhớ anh chàng John hỏi tuổi của David và cả tuổi của An nữa. Và có thể các bạn cũng đã biết câu hỏi tuổi thông dụng trong tiếng Anh là How old are you? How old is he? Thế các bạn có nhớ tuổi của hai chị em An và David là bao nhiêu không? Hãy nghe John hỏi và trả lời hộ An. Miss Lee, how? how old is he? Miss Lee, how? 23 Trước khi tiếp tục luyện, xin mời các bạn cùng ôn lại cách đọc số đếm cùng chuyên gia của chương trình. Hãy lưu ý phát âm đầy đủ âm tức cuối cùng của từ. Ví dụ, chúng ta không đọc là five hoặc là six mà đọc đầy đủ là five, six, vân vân. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten, eleven, twelve, thirteen, fourteen, fifteen, sixteen, seventeen, eighteen. 19 20 Now let's review the rest of the tens. 30 40 50 60 70 80 90 100 Còn bây giờ các bạn hãy trả lời câu hỏi tuổi của Brandon và sau đó hãy hỏi và trả lời xem David và Ann bao nhiêu tuổi. so how old are you i'm uh, you, you how old are you i'm 25 how old is he he's 23 mm -hmm. so now we know david's age and we know anne's age try asking and answering the questions first david ask his age and answer he's 23 ask her age and answer she's 25 các bạn có nhớ John hỏi An thế nào về chiều cao của David không chúng ta cùng theo dõi lại How tall is he? About 175 cm. Mm -hmm. mm -hmm. How tall is he? About 175 cm. Mm -hmm. chúng ta sẽ luận cách hỏi và trả lời về chiều cao sau còn bây giờ xin mời các bạn theo dõi lại đoạn phim John hỏi an rất nhiều câu hỏi kể cả những câu hỏi quá riêng tư. Two personal questions ta thường không hỏi những câu như vậy trong lần gặp đầu tiên mm -hmm chắc là do rất lo lắng nên an kiên nhẫn trả lời hối các câu hỏi của anh chàng thám tử còn trong các tình huống giao tiếp thông thường nếu một người đàn ông hỏi những câu hỏi về tuổi về tình trạng hôn nhân marital status thì chưa chắc cô đã trả lời xin mời các bạn theo dõi lại băng và trả lời hộ an Um, are you married? And uh, do you have a boyfriend? Pardon? Sau đây chúng ta cùng tiếp tục luyện với Branton và Michelle. Các bạn thấy là trong tay của Michelle có một cái cân và một chiếc thước dây. Chắc là để đo chiều cao và cân nặng của Branton. Theo các bạn thì Branton cao bao nhiêu cm? So let's find out about Branton. how tall is he he's 183 centimeters tall so how tall are you brenton i'm 183 centimeters tall i'm 183 centimeters and we could also ask what is your height my height is one hundred and eighty three centimeters. Now let's find out what Brenton weighs. Could you step onto the scales for me? Now how much does he weigh? Or we could say, what is his weight? He weighs ninety kilos. His weight is ninety kilos. Trong đoạn vừa rồi... Ngoài cách hỏi và trả lời về chiều cao như chúng ta đã học ở trên, còn có câu hỏi về cân nặng. How much does he weigh? What's his weight? Xin mời các bạn theo dõi lại đoạn này và đọc câu hỏi cùng với Michelle. So let's find out about Brenton. How tall is he? He's 183 centimetres tall. So, how tall are you, Brenton? I'm 183 centimetres tall. I'm 183 centimetres. And we could also ask, what is your height? My height is 183 centimetres. Now, let's find out what Brenton weighs. Could you step onto the scales for me? Now how much does he weigh or we could say what is his weight He weighs 90 kilos His weight is 90 kilos Còn bây giờ đến lượt Branton phỏng vấn Michelle Các bạn hãy đọc to các câu hỏi cùng với Branton Nếu có hai bạn đang cùng ngồi học một người hãy đóng vai Branton và một người đóng vai Michelle chúng ta bắt đầu Are you married No, I'm not. Do you speak Chinese? No, I don't. Do you have a car? Yes, I have a car. Do you have any pets? Yes, I have a dog. How old are you? Yes. Oh no, no. Trước khi kết thúc bài học ngày hôm nay, các bạn thử đoán xem Michelle bao nhiêu tuổi. Hy vọng có một ngày đẹp trời nào đó cô sẽ cho chúng ta biết. Còn bây giờ, xin mời các bạn theo dõi lại toàn bộ phim và ôn lại các câu hỏi và trả lời về thông tin cá nhân. Can you help me? Well, I'll try. Now, tell me about your brother, Miss Lee. how old is he? He's 23. Mm -hmm. well, that make him your younger brother. Oh, what's his name? David. Hmm. And what does he do? He's a student. Or, he was a student. I don't know where he is. Hmm. Hmm. How tall is he? About 175 centimetres. Mm -hmm. ah, and does he speak English? Yes, he speaks English and Chinese. Mr. Barber, can you find him? I'll certainly try. Now, tell me. A little about yourself, Mosley. Where are you from? I come from Singapore. I'm Singaporean. Right, and um, uh, how old are you? I'm 25. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, what do you do? I import wine. I'm a businesswoman. I work in my family's business. Mm -hmm. um, are you married? No, I'm single. Mm -hmm. Mm -hmm. And uh, do you have a boyfriend? <laughs> Pardon? Oh, sorry. Uh, we private investigators are a uh, naturally curious bunch. Ms. Um, Lee, perhaps you'd better tell the whole story. It all started two years ago. See you later.